Xin kính chào tất cả bà con, cô bác, anh chị em. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Chúng con kính chào cha ở giáo phận Nha Trang. Chúng con kính chào chính quyền các cấp của xã, của địa phương. Rồi cha xin chào tất cả anh chị em bệnh nhân, nhất là những người cha thương, gọi là thương nhất đó. Thưa anh chị em, nãy giờ anh chị em đã nghe được tất cả các chính quyền các cấp đã trình bày cái chương trình của điểm hội chữ thập đỏ ở đây, yêu thương về thành công. Thì hôm nay chúng ta đã đi được là 13 tháng, tức là hơn một năm. Vậy thì trong một năm vừa qua chúng ta đã phát triển quá nhiều chương trình. Thứ nhất là chúng ta cho gạo hàng tháng, mỗi tháng trên dưới 5 tấn gạo. Rồi chúng ta cất nhà hàng tháng, mỗi tháng một căn 52 tiếng. Rồi chúng ta cho nước hàng tuần, chúng ta cho rau củ quả hàng tuần. Và chưa tính những cái chi phí gọi là hàng rương chôn cất bệnh tật. Trong tháng mà phải có những cái chương trình gọi là đột xuất, ví dụ như có người chết thì phải cho cái hàng, hoặc là có người bệnh mình cũng phải cho vài triệu đồng. Đó là chuyện đó, mình không có đưa nó vào chương trình vì nó là chỉ là đột xuất thôi. Lâu lâu mới có người chết mà mình không đưa vô chương trình được. Dĩ nhiên mà mình nói lâu lâu có người chết thì chúng chết thường vậy lắm. Lâu lâu anh Tám nói cái hàng nữa cha ơi, cái hàng nữa cha ơi, như vậy. Vậy thì chúng ta còn một cái chương trình nặng nhất mà cha phải gắn hàng ngày trên vai của cha, đó là chương trình khám chữa bệnh nan y. Đây là một cái chương trình rất là nặng nề về mặt kinh phí cũng như là về mặt sức khỏe. Chúng ta phải chăm sóc một người bệnh nan y giống như là chúng ta chăm sóc một vị tổng thống vậy đó, hoặc là chúng ta chăm sóc một đứa em bé mới sinh ra vậy đó, quý cha như vậy đó anh chị. Vậy thì cái chương trình mà hàng ngày cha phải gắn vào quá nhiều chương trình chứ. Mà nãy cha nói đó, phải lo cho một người bệnh ung thư. Nếu mà nói theo kiểu chức vụ thì bằng lo như một ông tổng thống. Mà nếu nói lo cho một người bệnh nan y như một con người là như một em bé mới sinh ra, cực chứ. Làm gì làm, 12 giờ đêm là cha phải đi canh gác các người bệnh, đo huyết áp hay là coi có đau nhức hay là coi có nhức đầu, nôn mửa, ói, tiêu tiểu cũng được, phải canh gác. Rồi hàng ngày phải xuất hiện liên tục với người bệnh. Rồi tất cả những kinh phí mà dồn cho bệnh nhân là dồn một cách tự do, chứ không phải dồn theo kiểu mà rất lắm được. Ví dụ như mình nói một ví dụ nhỏ thôi. Cha nói không phải là cha than, nhưng mà cha nói một cái thực tế thôi là cha than. Ví dụ như giờ bệnh nhân này đang phải tiếp oxy, thì mình không thể nói tiếp oxy này sao nó hao quá, mình không thể nói tiền hao được. Hao là mình chết hay sống. Mình hao quá mình dựng ra là mình chết. Cho nên mình không dùng từ hao được. Đối với bệnh nhân, nuôi một bệnh nhân như nuôi một em bé, và lo cho bệnh nhân như lo cho một người có chức vụ, mà chức vụ từ tổng thống, chứ còn chức vụ nhỏ nhỏ lo không bằng. Tức là họ không đi tiêu tiểu được, mình cũng phải kè cổng họ đi. Khó dữ lắm anh chị. Bây giờ cho nói tiếp một chút về cái chương trình của phát gạo là anh chị em, bản thân anh chị em. Hôm nay cha cũng đánh giá anh chị em cao, cao ở chỗ là anh chị em về đông đủ. Không biết là về bằng cái tâm hay về bằng sẽ đấu sợ đấu cẩm cũng biết. Thôi thì bây giờ về kiểu nào cha không cần biết, nhưng cha thấy không, đây là về tốt, cho càng có tay liền, năm nặng. Cha cũng mừng cho anh chị em là anh em đã lắng nghe được ông chính quyền địa phương, đó là chú Năm. Ổng tuy rằng ổng là chính quyền địa phương, nhưng mà tiếng nói của ổng là tiếng nói của trung ương đó anh chị. Ổng nói sao thì trung ương sẽ chịu như vậy, vì ổng là người bám sát dân chứ không phải là chủ tịch nước bám sát dân, mà chính ổng là người bám sát anh chị. Ổng nói anh chị em mà thúi là anh em thúi đó, mà ổng nói anh chị em thơm là anh chị em thơm. Thấy không, anh chị em công nhận chỗ này không? Vậy thì cho ông càng có tay ổng đi. Hồi nãy ổng đã thống nhất với ban quản nhiệm với hội chữ thập đỏ với anh chị em là làm cho anh chị em 3-6 cái phòng, 3 nam 3 nữ bằng lá, để các nhà anh chị em, các nhà tường cũng muốn liền không? Để anh chị đường hôm này các nhà lá thì được nha.
xe nhà lá để cho dừng nhà, các nhà lá để dừng lá để cho. Tiếng nói là tiếng nói của địa phương mà là tiếng nói của trung ương, vậy mình coi thường cái chả nhắc anh em về rõ ràng. Kể cả anh Tám chủ tịch Nguyễn Thành Đỏ là tiếng nói của trung ương, anh Tám có một cái mọt để ký vô đó là quốc quy của nước Việt Nam. Nếu nói là anh em đừng coi thường những con người này, người ta đại diện cho chính quyền của quốc gia của một nước để người ta làm việc, thì tất cả những con người này nói như thế nào thì chính quyền của cấp trung ương sẽ nghe như thế đó. Mà cha cũng sẽ thấy chính quyền đây là rất là tốt chứ, ta thấy điều kiện mà khám ung thư không rõ ràng, không có chỗ mà cho anh chị nghỉ ngơi, hãy đề nghị cho anh cấp xin một cái nhà lá để cho anh chị nghỉ ngơi đó luôn, đó là điều tốt. Xin anh chị em cho chính quyền địa phương một tràng pháo tay nữa nha. Bây giờ cha lại nói về khám bệnh một chút. À, hôm nay anh chị em cũng rất là phấn khởi hôm nay vì bên cạnh cha có một vị linh mục là cha ở giáo phận Nha Trang đã dẫn con chiên đến đây để được chữa lành. Điều này anh sẽ vui không? Khá vui không? Vui cho cha cả con tay đi. Như vậy thì rõ ràng từ con cha mở phòng khám đến nay là 4 tháng thì ít nhất là có 3-4 vị dẫn con chiên về khám bệnh. Và trên đường đăng ký về cũng còn nhiều lắm cha, nhưng mà về chưa kịp. Trên đường có báo điện thoại với cha là sẽ về nhiều lắm nhưng mà về chưa kịp. Thôi thì chúng ta cũng cảm ơn Chúa